Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo Và tiếp tục thì ở video ngày hôm nay Thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình Đó là các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ Và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật Vì thế cho nên là sẽ có những phiên bản còn mới nguyên zin Chưa qua sử dụng và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi Và em cũng sẽ giới thiệu chi tiết hơn Cho cả nhà mình ở trong video Mọi người yêu thích ở mạng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số zalo của em. Đó là số 08 58 58 từ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh nhé Cũng như là bật phần chuông thông báo Để có thể là liên tục cập nhật các mã hàng mới bên em Dạ vâng và hôm nay thì thật sự là sẽ có xuất hiện với rất nhiều siêu phẩm à, Như mọi người có thể thấy là hôm nay sẽ có về với phiên bản của Bonecati Đúng ạ? Một cái thiết kế mà mang một cái phong cách gọi là à, vô tốc độ Tiếp theo thì sẽ có các cái mẫu của Thụy Sĩ này phiên bản của Orbeanco này, vừa sạc vừa này, đúng không ạ? Và một vài thương hiệu khác nữa. Và các anh chị hãy bấm đăng ký kênh nhé để có thể là liên tục cập nhật các mã hàng mới bên em. À, và với mã sản phẩm đầu tiên thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình. Đó chính là một cái phiên bản của Technot. Cái mẫu Technot thì, thì thực sự cả nhà mình là lâu lắm rồi. Ấy. Em mới đấu lại được về cho cả nhà mình cái mẫu này. Bởi vì như mọi người biết là các cái mẫu Technot thì thường là em cũng hay hay đồ mới. Ấy. Nhưng mà gần như là đợt này nó không có trên trang ở các cái phiên bản này đâu. Đây Em cho cả nhìn cùng xem nhá Mẫu này rất là đẹp luôn Mọi người thấy không? Form kiểu dáng của nó Nó giống ít xì như là Rolex Và đặc biệt đó chính là phiên bản của dòng Daytona Với cái dòng Daytona này thì rất là dễ đeo Mà thứ hai nữa là mọi người đeo lên tay Nó sang Nó rất là sang Đây mọi người nhìn này Rõ ràng là mặt trắng nhá Đúng không ạ? Ba cái mặt đồng hồ phụ bên trong này Nó cũng sẽ làm theo kiểu dạng vòng tròn đồng tâm ấy Thì khi mà chỉ cần đánh sáng nó chiếu vào này đó mọi người thấy không nó rất là long lanh lóng lánh nó đẹp lắm nó lên kiểu dạng bảy sắc cầu vồng luôn ấy ở bản tích nó thì uh, ngày xưa thì nó là thương hiệu của thụy sĩ và sau đó thì nó có chuyển nhượng lại cho nhật và hiện tại thì bây giờ tích nó sẽ là thương hiệu của nhật và ở đây nó sẽ sử dụng bộ máy của nhật luôn nhá uh, đây là mẫu tích nó với thông số của nó sẽ là uh, old stainless steel tức là thép đúng không ạ thép này rồi tiếp theo đó là về độ chống nước của nó sẽ là 10 atm Tiếp theo một cái thông số nữa đó chính là skill rock ground tức là núm gen Vì thế cho nên độ chống nước rất là tốt 10 ATM đây à, Đây là kim 24 giờ một ngày nhá Thì mình cũng sẽ biết được là đây là thời điểm ban ngày hay ban đêm Tiếp theo là ở đây nó sẽ là kim dây chạy cho chức năng chronograph grab Và thời gian đo tốc độ tối đa cũng sẽ được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ Đấy à, Mẫu này thì uh, hiện tại là nó đang hết pin Dạ vâng, hiện tại mẫu này nó đang hết pin mất rồi cái này thì em sẽ thay pin đầy đủ lại cho cả nhà mình Sau đó thì em sẽ gửi hàng Thì cho nên một người hoàn toàn là yên tâm à, Tiếp theo là về phần dây nhá Thì dây đây nó cũng sẽ làm đó chính là phay xước Sáng bóng sẽ kết hợp với nhau Chốt khóa nguyên zin Để tăng nát, tăng mát này Tech Japan moment Chốt khóa nguyên zin Đằng sau sẽ có mã đó là TSM401 Giá hãng hiện tại của nó đang là 35.000 Yên Tức là nó sẽ tương đương với cũng khoảng tổ tầm hơn 6 triệu đối với phiên bản này Đấy, form giống y xỉ như là của Rolex dòng Daytona luôn ý Và thép trắng toàn bộ lại còn là đúng gen nữa Bản này thì size 39 Và càng của phiên bản này sẽ là 47.6 Cái này mà mình bóc hết bỏ mấy cái siêu siêu này đi nhá Thì mọi người đeo tay nó đẹp lắm ấy, Nó rất là ôm tay như thế này này Đó, rất là dễ đeo Ở bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình Đó chính là 2 triệu 150 nghìn Dạ vâng, 2 triệu 150 nghìn Bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên Và sẽ là mã 471 hộp nha, giấy tờ sổ sách đầy đủ, mới nguyên luôn. Cái này thì mọi người yên tâm là em sẽ thay pin đầy đủ và trước khi mà gửi hàng ấy thì em cũng sẽ sẽ, sẽ thay pin kiểm tra các chức năng và hàng tới nơi rồi mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó là mã hàng đầu tiên. Tiếp theo sang ở mã hàng thứ hai. Phiên bản đồng hồ thứ hai thì uh, em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là một cái uh, phiên bản uh, của gì đây ạ? Đây hay là em em thôi em lên luôn cho cả những cái mẫu uh, mẫu thụy sĩ này đi em lên luôn cho cả những cái mẫu thụy sĩ nha ở cái phiên bản thụy sĩ này này đây là một cái uh, phiên bản mà phải nói thật sự rất xuất sắc rất xuất sắc luôn và đây là một cái siêu phẩm dành cho các anh nam tay vừa và hơi to nhé ừ, đúng ra thì có khi là gọi là tay to thì đúng hơn đấy chứ còn tay vừa cũng, em nghĩ là cũng 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 không không được đẹp lắm đâu phải tay to tay to mọi người đeo tay sẽ rất là ôm tay rất là đẹp và cũng là lần đầu tiên em đấu được về cho cả nhà mình với, với mẫu này Và này mới lắm, gần như là chưa qua sử dụng luôn ý Đây này mọi người nhìn này Đây nhá, để em cái găng tay này Em lau qua một chút xíu này Đấy mọi người thấy không? Rất là sáng, rất là đẹp luôn Không thể có một vết chảy xước gì hết nha Kiểu như là một bạn này mới chưa đeo luôn ấy thì cũng hơi tiếc là mẫu này nó không về hộp đâu ạ nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi nhưng mà mọi người yên tâm là em sẽ gửi bằng uh, hộp đỏ của bên nhà em thì kể uh, cả sau này mọi người về các chị sử dụng ví dụ như là mình không đeo đến thì mình có thể để mình cất đi đúng không ạ hoặc là mình để mình trưng bày đúng không ạ thì cũng sẽ rất là ok uh, đây là một cái thương hiệu đó chính là thương hiệu uh, uh, Savoy vâng ở đây nhá mọi người thấy cái logo của nó đúng không ạ cái logo này này nó là một cái logo nếu mà nhìn xa xa ấy, thì cảm giác nó sẽ cũng sẽ hơi giống giống với cả cái logo biểu tượng của giống như là um, biểu tượng hình hình đầu sư tử ấy cũng hơi giống giống như thế đúng không ạ nhưng mà không nha ở đây này logo biểu tượng đó chính là hai cái hình mặt người đấy và nó có một cái hai cái sừng này đúng không ạ nó mắc vào với nhau hai mặt sẽ quay ra ở hai hướng khác nhau nhá Đấy, và mọi người thấy không ạ? Đây, rất là đẹp, rất là lạ luôn Lần đầu tiên thấy một cái logo biểu tượng mà mà nó nó thiết kế, nó nó đặc biệt đến như vậy, đúng không ạ? Đấy, nếu mà nhìn xa xa như thế này thì gần như là mình mình cũng không, không hoặc là mình liên tưởng đến nó là các cái logo mà giống như là một cái, cái hình vương miện ấy Nhưng khi mà nhìn kỹ vào này, đấy, thì nó sẽ lại là hai cái hình người ở phía bên trong Đó đây là mẫu đây là thương hiệu của thụy sĩ này đúng không ạ bản này thì nó sẽ có tổng cộng là 6 kim và nó sẽ chạy chức năng chronograph tức là chức năng bốn giờ thể thao nó cũng có một lịch ở vị trí góc 4 giờ mặt kính thì chưa hề một vết trời xước gì luôn ấy đây nhưng tachymeter này ở phía bên viền ngoài này switch nhá máy thụy nhá máy thụy 6 kim nhá đây bên trong này nó sẽ làm các cái vòng tròn đồng tâm này rất là đẹp luôn đây là toàn bộ phần viền của nó sẽ là màu hình, à, hình tròn này Bên ngoài này của nó sẽ là vừa phay xước này Đây là phay xước này Đúng không? Sáng bóng này, kết hợp với nhau Và nó làm theo kiểu giống như một hình chữ nhật ý. Một hình chữ nhật và anh chị thấy rất là mỏng Đây còn cái càng nha Càng này với cả cái dây này Đó, đúng không ạ? Nó linh động Đây là núm này Đó, dây này, chốt khóa này Ở đây nó còn cả cái siêu của nó Ở đây nữa này Là mẫu này mình chưa đeo đâu ạ đây dây của nó cũng sẽ có logo biểu tượng luôn nha Đằng sau đáy này, switch mate này Tức là được sản xuất lắp ráp tất cả các chi tiết linh kiện đều ở tại Thụy hết Đây là vị vua, đúng không ạ? Đây là một cái lâu đài này, hình lâu đài này Đây, đây là mã chết của nó đi kèm Đấy, đáy này Nó làm theo kiểu dạng như là phay xước, dây silicon nhá thì cái bộ dây silicon này nó có độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay, không bị mùi thú nhi dây ra Nói chung là nó sẽ có rất nhiều ưu điểm Với cả một cái điều ấn rất là ấn tượng ở trong cái phiên bản này Đó chính là nó không chỉ dừng lại cái dây silicon đâu và bên trên đường này này nó còn được làm cũng làm theo kiểu dạng như là bằng chất liệu thép ấy nhưng mà nó lại có các cái đường vân này đấy đúng không? thì đúng ạ thì các chị thấy là nó có một cái sự liền mạch từ trên này xuống ấy cảm giác nhìn cho nó rất là khỏe khoắn nam tính nhá đúng không ạ và nó tạo một cái điểm nhấn luôn ấy Bạn này thì giá của nó khá là cao đấy ạ hiện tại thì ở trên cái trang của bên nước ngoài là người ta đang đấu lên với mức giá là hơn 9 triệu đấy bàn này size 44.8 nhá càng của nó sẽ là 52.7 đây mọi người này đấy cái này là anh nam mà có cổ tay tầm 10, phải, tầm giờ tầm 17 năm đổ lên cơ Nói chung là size của bạn này ít nhất phải tầm 18 hoặc 18 năm ấy Thì các anh sĩ đeo lên tay bạn này thì thật sự là quá đẹp và xuất sắc Chỉ dành cho anh nam tay to thôi, anh nam tay nhỏ không đeo được đâu Đây khóa này Đó, mới nguyên nhá mọi người nha đem trách cho cả nhà mình cùng xem Đây là đấu ở trên đấy nhé, trên, trên trang của nước ngoài nhá Đây, Savoy, đấy đây, giờ tầm, rơi giờ tầm quả độ 9 triệu Đấy chứ ạ, tầm 9 triệu Coi như là tính mình tính chọn là 9 triệu rưỡi đi. Đấy, thì các anh chị thấy không ạ? Đấy, 9 triệu rưỡi. Giá khá là cao đấy, không hề rẻ một chút nào cả. Đấy là còn chưa tính đến là các cái tiền vận chuyển đâu nhé. Đấy. Đẹp chưa Mới nguyên. Nhưng mà cái này thì nó không phải hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Thì em sẽ gửi về một trong cái hộp của bên nhà em nhé, nên mọi người yên tâm. Ở bàn này thì em cũng đang để luôn cho cả nhà mình mẫu này, đó chính là 3 triệu 650 nghìn máy thụy sĩ, 6 kim, rất là đẹp, mới nguyên luôn. Bàn này sẽ ở mã 472. Đều lắp cầm lên tay rất là chắc chắn, đầm tay nặng tiếp theo di chuyển sang ở mã 473, 473 thì uh, em sẽ lên cho cả nhà mình 473 đó chính là một cái mẫu của Versus nha, đây Versus, Versus Versace, uh, cái uh, thương hiệu Versus này nó là chi nhánh con của sạc nhà vào một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đúng không ạ và ví dụ như mọi người thấy là Versus sạc thì nó xuất hiện rất nhiều ví dụ như là nước hoa này, uh, quần áo này đúng không ạ đồ thời trang hay là ví dụ như là Uh, túi da đồ hiệu ấy đúng không ạ thì nó sẽ đều có hết đấy ở đây là có thẻ giấy tờ sổ thẻ của nó đi kèm đầy đủ cái hộp của nó đẹp lắm nhá đây này mọi người này cái hộp của nó sẽ là như này nhá đây là thương hiệu trực thuộc của Milano đấy nó sẽ là trực thương hiệu trực, trực thuộc của Milano hộp nó sẽ đựng như thế này này đấy có một cái logo biểu tượng hình sư tử ở đây đúng không ạ và khi mà mọi người mở ra này đấy sau đó là mình sẽ để như thế này đấy mọi người ạ đấy sẽ để như vậy đấy là mình để mình trưng bày luôn ấy rất là hay à, đối với phiên bản này nhá đem cho cả nhà mình cùng xem này mới nguyên zin và chưa qua sử dụng đó mới nguyên zin Đây. Trời ơi, đẹp chưa Đây nha Đấy, nó còn nguyên cả căn nhựa của nó nha. Đúng không ạ? Nó còn nguyên cả căn nhựa của nó này. Đấy. Thì đây em lại gắn trả cho cả nhà mình vào đây nhá, không có là để một lúc nữa nó rơi mất ấy. Bởi vì nó nhỏ lắm. Đấy, thì khi mà mọi người nhận hàng ấy, các anh chị rút cái căn nhựa này ra. Thế còn ở đây thì nó sẽ có kim mai tư giờ một ngày này, lịch thứ này, lịch ngày này. Đúng không ạ? Nó sẽ có đầy đủ các chức năng luôn. Thì khi vào hàng tới nơi rồi các anh chị rút căn nhựa này ra sau mình đóng núm vào nhá, thì lúc đấy là đồng hồ nó sẽ đang chạy và đang hoạt động ấy. Đấy thì nếu mà mọi người mà muốn chỉnh lịch nhanh thì các anh chị sẽ bấm vào đây. Đó, đúng không ạ? Đây còn đây sẽ chỉnh đó chính là lịch ngày. Đó, còn đây là vòng tròn kim 24 giờ một ngày thì mình sẽ chỉnh lại theo đúng là cái vòng tròn 24 giờ một ngày. Ví dụ như là mọi người nhận hàng ví dụ lúc đấy là 12 giờ trưa ấy thì các anh chị sẽ sẽ xoay kim một vòng và cái kim này nó chỉ về số 12 ấy, thì tức là lúc đấy nó đang là 12 giờ trưa. Đấy, đây ví dụ như đây, à đằng nào nó nó mở ra rồi đúng không ạ? Đây. Đây nha Thì khi mà em xoay như thế này để để, 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 em rút cái này ra để xoay cho nó dễ Đó Thì ví dụ như thế này nhá Nó là 12 giờ trưa anh chị em ạ, đấy kim của nó này 12 giờ trưa Còn nếu mà mọi người xoay thêm một vòng nữa Thì nó sẽ là 24 giờ là buổi tối ấy. Thì mình sẽ biết được là thời gian ban ngày ban đêm Thì mọi người sẽ chỉnh về đúng cái lịch 24 giờ nhá Để cho cái lịch thứ và lịch ngày của nó Nó sẽ chuyển đúng ý. Bởi vì là khi mà mình chuyển đúng về 24 giờ này Thì ban đêm ý, đúng ạ thì lịch ngày nó mới nhảy, à, thì thì lịch thứ nó mới nhảy và lịch ngày nó mới nhảy đúng không ạ đấy thì nó mới chuyển sang ngày mới thì mình cho mọi người nhớ lưu ý cho em thì còn ở đây thì toàn bộ đó chính là bộ kim này cọc số này nó sẽ có dạ quang sáng ở trên kiện sạc kém nhá cái viền này này đúng không ạ nó sẽ làm theo kiểu dạng có màu xanh này Đấy, màu xanh đến phần viền ở chỗ này một nửa chỗ này nhá Xong một nửa chỗ này của nó sẽ là màu vàng Và nó sẽ có các phần thông số của nó Cũng sẽ là cọc số màu xanh ấy Nó rất là nổi Đấy, đây là toàn bộ phần viền vỏ đúng không ạ? Dây chốt khóa thì đều được làm bằng chất thép 316. Thì ở đây là dây The mi nhá, nó cũng sẽ có phay sức ở hai bên, sáng bóng ở giữa. Chốt khóa nguyên zin. Đây và đằng sau đáy đây thì cũng sẽ có thần thông số đó là sử dụng máy Nhật này, Old stainless steel này. Đó, độ chống nước của nó sẽ là 50 m nhá, nó trực thuộc của vơ sạc. Ở mẫu này thì có size mặt đó là size 44.5 và càng của phiên bản này sẽ là 53.3. Đấy, tác mát của nó cũng sẽ có đầy đủ Mẫu này dành cho anh nam tay vừa vừa hơi to Và bạn này em đang để cho cả nhà mình đó chính là uh, 2 triệu 8 là vâng, 2 triệu 800 nghìn Bà này sẽ ở mã 473 2 triệu 8 mã 473 Mới nguyên zin full hộp uh, Giấy tờ đầy đủ Và cái này mọi người thích có thể là mang đi tặng cũng sẽ rất là ok Di chuyển tiếp theo sang ở mã 474 nha 474 thì uh, thôi không để mọi người đợi lâu nữa Thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình Ở phía bản của Bonnet Gatti nếu như mà hôm trước anh chị nào mà đã xem đến các cái video hôm trước của em rồi thì chắc chắn là các anh chị sẽ biết đến với cái thương hiệu của Bonekati này đấy và đây em sẽ xin phép là sẽ mở cái hộp này ra vì cái hộp của nó nó khá là to nha đúng không ạ nó khá là to đấy thì em giới thiệu qua một chút xíu sau đó em sẽ giới thiệu đồng hồ để sau đó em để em cất cái hộp đi đây đây nha thì mọi người thấy là ở đây này nó sẽ có một cái hộp to rất to nó phải bằng đến uh, một găng tay giữa của em đấy và ở đây nó sẽ có được tặng kèm thêm đó chính là một cái mô hình siêu xe đúng không ạ mô hình siêu xe đấy thì lần này là sẽ về cái phiên bản của siêu xe lamborghini và màu vàng cái này thì mọi người kể cả mọi người để trưng ở trong tủ kính đẹp ấy hoặc là mọi người có thể là được đăng đi tặng ấy nó cũng sẽ rất là hay vì cái hộp này nó đẹp lắm nó làm các cái đường vân các cái hiệu ứng này nó giống như là cái ánh đèn led luôn ấy khi mà mọi người mở ra nhé thì ở trong ngăn này này Đấy thì nó sẽ có sổ này Có một cái khăn Khăn để lau mặt đồng hồ luôn Đấy thì đấy là Cái hộp nó to Và nó là sự hộp rất là to luôn Đấy Rất là to rất là nặng nha mọi người nha Không hề nhẹ một chút nào Và đây sẽ là phiên bản siêu phẩm ở Trong video ngày hôm nay Tức là hộp của nó đầy đủ như thế nhá Tức là khi lên video như thế nào thì em sẽ gửi hàng cho cả nhà mình gì như vậy Hàng tới nơi rồi mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán Thì cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm Ở đây thì khi em mở ra nhá Đây Mọi người thấy đẹp chưa Rất rất xuất sắc luôn Nó về có cả một cái Đó chính là một cái cái căn nhựa ở ngoài như thế này Cái căn nhựa này thì nó giúp cho nó là bảo vệ cái phần viền này này Đúng không ạ? Cho nó đỡ bị chảy bị xước đây mẫu này là mẫu mới nguyên zin và chưa qua sử dụng nha. thì uh, với cái phiên bản của Bonegati này thì cũng lấy ý tưởng từ các cái dòng siêu xe thể thao, đúng không ạ? hay là các cái phiên bản gọi là xe uh, các cái xe đua công thức một ý. vì thế cho nên là cũng sẽ có các cái chi tiết nó mô phỏng giống như là các cái 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 gọi là các cái chi tiết ở trên xe ô tô đúng không ạ? của các cái xe đua. Rồi thứ hai nữa đó là nó sẽ mang một cái phong cách thể thao, nhìn khỏe khoắn, nam tính, trẻ trung và rất là mạnh mẽ. Mọi người thấy là form kiểu dáng của form đoàn này hơi giống với cả phiên bản của Audemars Piguet. Hơi giống giống đúng không ạ? Đấy, đây nha. Và em cho cả nhà mình xem Thứ nhất đó là về phần kính Thì nó sẽ sử dụng đó chính là kính sapphire nguyên khối Và nó sẽ giúp cho đồng hồ chống trời chống xước này Thứ hai nữa đây sẽ là mẫu cơ tự động Và có cả hỗ trợ có tay đi kèm Và độ tích cót của nó sẽ là 42 tiếng Và nó có thông số ở đây đó chính là 42 giờ power resource Đúng không ạ? Đây đó chính là thời gian tích cót là 42 tiếng Ở đây nó có kim giờ, kim phút Và đây là kim dây Kim dây nó sẽ nằm ở một trục khác nha Tiếp theo là ở đây sẽ là một cái vòng tròn kim 24 giờ của một ngày Đấy, và bây giờ em sẽ rút thử núm để cho mọi người có thể thấy là cái hoạt động của nó như thế nào Mọi người thấy cái 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 phần kim phút đúng không ạ? thì khi xoay nó sẽ có một cái trục Mọi người thấy giống cái vô lăng của xe không? Đó Đấy nhá, thì ví dụ như là bây giờ em sẽ quay về đây Thì mọi người thấy là ở đây hiện tại nó đang là 6 giờ đúng không ạ? Và cái kim này nó đang chỉ về số 18 Tức là bộ máy lúc này đang hiểu là 18 giờ tối đấy thì mình sẽ biết được là à, cái thời điểm lúc này nó đang là ban bộ máy đang hiểu là ban ban ngày hay ban đêm ấy nó rất là thuận tiện đúng không ạ cho công việc của mọi người đấy thì đây chính là cái cái kim này và nó có cái mô hình đó chính là cái cái vô lăng của xe đấy mặt bên trong của nó sẽ là vầy viền này đỏ này đúng không ạ và màu đỏ thì luôn luôn là một cái màu mà à, gọi là mang đến những cái năng lượng rất là tích cực này rồi sau đó là một cái một cái màu mà mang đến cái sự may mắn ý. đấy này nha mặt kính này này mọi người nhìn cái đường vân phay xước này nó đẹp chưa rất đẹp luôn phay xước nha đây là cạnh này đúng không? có tên thương hiệu này chị nhá đây là cái núm nó còn siêu nhá các chị về các chị bóc siêu ra cho em đây là các đường vân phay xước và đây là đằng sau đáy đây sau đáy thì nó có thông số đó là Trendy đi 21 chân kính automatic độ chống nước là 53 sử dụng kính sapphire crystal sang nguyên khối này mã chết của nó sẽ là bg 7601 g đúng không original design đấy và đằng sau đáy bên trong bộ máy đây Thì nó sẽ có 42 power resource này à, Cái tần số dao động của nó là 21.600 pvh này Đúng không ạ? Đây 21.600 v uh, vibration này Đấy thì nó sẽ có đầy đủ thông tin ở phía bên trong luôn Thời gian tích tối đa lên đến 42 tiếng nha Và đây là bộ dây này Dây silicon trên này thì nó sẽ được bọc ra và nó có có, có các cái đường chỉ đỏ ấy để nó giống với cả cùng tông màu trên này này đó, đây, chia này cũng sẽ triển nha Đây là King Speed vua tốc độ Đấy chưa? Dây chốt khóa nguyên zin Tác mát đầy đủ đấy, các anh chị có thể check theo cái mã này Em sẽ đo xem mặt trước Sau đó sẽ check luôn cho cả nhà mình Size 42.4 nhá Và càng của phiên bản này sẽ là 50 Đây là một cái mẫu cơ nhưng mà khá là mỏng đấy ạ 11.4 Đó, đây em sẽ đeo lên tay cho cả nhà cùng xem Thấy mọi người thấy không? Rất đẹp nhá. Trẻ trung đúng không ạ? Nhưng mà nó lại trông rất là nam tính khỏe khoắn luôn. Cái này mọi người mà đeo đi các cái xe 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 mà kiểu thể thao một chút xíu ấy thì phải nói thật sự là xuất sắc, không thể chê một điểm gì. Đây. Mọi người check theo cái mã đó là BG7601-B3 nhá thì em đã có vừa đọc cho cả nhà mình rồi đúng không ạ? Thì các anh chị check theo cái mã đó thì nó sẽ ra đây. Đây là bonegasti Maximum Max Maximum maximum speed nha Tức là tốc độ tối đa đấy Vua tốc độ đấy Đấy Và đây mọi người thấy là hiện tại là người ta đang bán với mức giá đó là 11 triệu Đấy chưa? Giá khá là cao đấy ạ, không hề rẻ một chút nào đâu Nhưng mà thực sự nó rất là xứng đáng Bởi vì là uh, với các cái phiên bản này Thì nó đẹp ý, nó đẹp, nó rất là xuất sắc Và ngoài ra thì uh, Ở phiên bản uh, nó lại còn được tặng Thêm cả một cái mô hình xe ấy Để các anh chị có thể... Ui để thể làm mang kiểu như là đi tặng này hay là ví dụ như mọi người để trưng bày thôi, nó cũng rất là đẹp. ở mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình mẫu này đó chính là 6 triệu chín nhé, 6 triệu chín trăm đó. đây em sẽ gắn cái này lại. sau đó là em để cái hộp, thôi em không đúc vào trong cái hộp kia nữa nha. em để phía bên ngoài để mọi cho nó, cho nó đỡ 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 bị mất diện tích đây. em nên cho nó vào đây. đó. Bàn này sẽ ở mã của nó sẽ là mã 474 nhá, mã 474 này. Tiếp theo lên ở mã 475 nhé thì em sẽ lên cho cả nhà mình mẫu 475 đó chính là một cái phiên bản của Boss. Đấy, Hugo Boss Đây cũng là một cái thương hiệu của Đức. Ở mẫu này thì em có về là full hộp. Bàn này thì cũng mang một phong cách thể thao nhưng mẫu này là mẫu pin. Đó, bàn này pin và nó chạy 6 kim. Cũng sẽ chạy chiếc Nano của Rad, tức là chiếc năm bốn giờ thể thao nha. Có kim 24 giờ này, có lịch này. Mặt bên trong này rất là đẹp đúng không ạ? Toàn bộ phần viền vỏ thì cũng được làm bằng chất thép 316 này. Đây là phần viền thì cũng sẽ làm phay xước này, sáng bóng này kết hợp với nhau. Càng của nó sẽ hơi cong ôm xuống một chút xíu như thế này. Đằng sau đáy đây thì có độ chống nước là 53 nhá, All stainless steel này, mã chết của nó đi kèm đầy đủ nhá. Dây này, chốt khóa dây silicone đấy. Nên là độ đàn hồi tốt lắm, rất là thích luôn. Bởi vì em rất là thích kiểu các cái cái bản dây silicone thì nó mang một cái nét thì nó rất là trẻ trung. Bản này có size mặt là size 43 và càng của phiên bản này sẽ là 52.3. Đây là phiên bản dành cho các anh nam có cổ tay 16.5 như tay em đeo được, 17 hoặc 17.5. Đó và bản này em đang để cho cả nhà mình đó chính là 2.2. 2.2 triệu 2, 200 000 mã 475 nha. Mới nguyên luôn nên là mọi người có thể mang đi tặng. Uh, hộp số thẻ giấy tờ đầy đủ nha. <laughs> với hơi xa nên là em không lấy cái quyền sổ của nó ra nữa. Tức là trên video mà em đã có thông báo như thế nào thì khi mà hàng tới nơi rồi em cũng sẽ gửi hàng như vậy nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo sang ở mã 476. 476 thì em liên tiếp bằng mẫu cơ. Đây, đây là mẫu cơ của Arabian Co. Đối với mẫu này thì em nghĩ là mọi người sẽ cũng sẽ rất là mong đợi luôn ý Bởi vì cái thi hiệu Co thì nó rất là nổi tiếng đúng không ạ Và nó là một cái thương hiệu đến từ đất nước Ý đây là mẫu cơ tự động và có cả trợ có cái tay đi kèm nhé Và xuyên suốt trong tất cả các mẫu của Aurobienco Từ mẫu pin cho đến mẫu cơ Thì luôn luôn là có một cái hình nó giống như cái ngu ngai vàng ấy Sau đó là có một cái hình Cái linh vật này giống như là ở trong uh, Trong trong mùa Noel mà có ông già ấy Là cái linh vật gì? Ông già tuyết ấy À, à quên Ông già Noel ấy uh, Tự nhiên em lại quên. À tuần lọc, tuần lọc, tuần lọc Đấy em thấy là giống giống với các biểu tượng đó hay là có thể là đây là cái linh vật mà đại diện cho nước ý thì phải đấy, nên đây như em, em em thì không không dành lắm nhưng mọi ninh mà xuyên suốt ở trong tất cả các mẫu của bean cô luôn đấy mọi người thấy này mặt này viền này kim này đúng không kim dây nhá cũng có logo biểu tượng này kim giờ kim phút thì nó sẽ có dạ quang cọc số to và cũng làm theo phong cách skeleton phía bên trên này thì cũng vừa làm phay sức vừa làm sáng bóng này cạnh có được triển khắc tên thương hiệu này núm và đây là mặt trước mặt sau đó, đây, tội chống nước là 10 ATM nhá 21 chân kính nha Đấy, đây là uh, à, Valentini Design này Đây, bộ máy của Orobienco này Được triện luôn, logo biểu tượng nhá Và tiếp theo là dây, mọi người thấy dây còn mới không ạ? Rất mới luôn ấy Bởi vì gần như là kiểu dạng như là mẫu này nó Gần như là người ta cũng chỉ sử dụng một hai lần thôi Chứ không sử dụng nhiều Để các chị thấy dây rất là mới nha Đấy, đây, triện logo Dây chính hãng, đúng không ạ? Đây Đằng sau này nó ghi đó là Made in Italy đấy Dây chính hãng được sản xuất tại Ý luôn Rất là đẹp Đúng không ạ? Đây, các cái đường chỉ khâu tay này Nói chung là thực sự với cả nhà mình là Nếu mà gì á, mình đến nguyên bộ dây thôi là mình đã đã, đã thấy đáng tiền rồi Đã thấy ưng rồi Size 42 nhân với cả 52 nhá Và này sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu uh, Hai tông màu đen trắng Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình ở một phiên bản này Đó chính là 3 triệu 350 nghìn Dạ vâng 3.350.000. Mẫu này sẽ ở mã 476 nha. 3350 mã 476. Tiếp theo sang ở mã 477. Em lên luôn là mẫu này luôn. Mẫu này là phiên bản của Capreward nha. Đây là mẫu của Capreward. Đây là mẫu 6 kim và nó sẽ chạy đó chính là chức năng chondrograph cũng có kim 24 giờ một ngày. Đấy, đây. Mặt bên trong của nó sẽ là khảm xà cừ rất là đẹp nhá Bởi vì là khảm thì nó có nhiều màu lắm Bởi vì có những cái dòng khảm trắng thôi Khảm trắng toàn bộ đúng không? Thì thành ra là mình nhìn vào thì nó sẽ thành mặt trắng Nhưng ở bản này này nó sẽ là khảm màu ấy Đó, và mỗi một bản khảm ấy Nó lại có một cái đường vân riêng cơ Chứ chẳng bản nào nó lại giống bản nào Nên là rất là hay à, Dạ quang thì nó sẽ có phần đầu cọc số Các cái chấm bi và đầu cọc số có dạ quang vào Và cái phần kim giờ kim phút này đó, mặt đồng hồ đẹp nha, viền niềng này, Món này thì hình như là được làm toàn bộ bằng chất liệu đá ceramic hay sao ấy. Đây các anh chị có thể thấy là cái đá của nó rất là sáng, rất là đẹp nha. Nên là bị bẩn. Đúng không ạ? Đây, lấy cái khăn ý, mình lau sạch đi là ok thôi. Thì đây, đấy, đây là em lau qua một chút xíu thôi nha. Thì mọi người thấy không? Rất là sáng, rất là đẹp. Cái này thì mặc dù là mọi người thấy là đã qua sử dụng rồi đấy, nhưng mà độ mới này rất là cao. Bởi vì là thường thì người ta sử dụng bằng cái cái cái, cái đá ceramic thì bao giờ ấy là nó sẽ rất là bền theo thời gian luôn ý càng đeo mình sẽ càng thấy là càng sáng Đấy chưa? Đây đằng sau đáy đây, nó sẽ ghi đó chính là Ceramic Case, Ceramic Band Sử dụng máy Mizota của Citizen, máy S20 đấy Đó, độ chống nước là bay atm Đây mọi người thấy đằng sau đây này, có các vết chảy chảy sức sức nhẹ đây rồi Nhưng mà ở trên này này mọi người thấy không? Bóng sáng cực kỳ đẹp luôn Bản này thì có size mặt đó là size 41 Và càng của phiên bản này sẽ là 48.4 đây mọi người đeo tay mẫu này Thật sự quá đẹp và xuất sắc Không thể chê một điểm gì Mẫu này em đang để cho cảnh mình là 1 triệu 950 nhé 1 triệu 950 nghìn mã 477 Tiếp theo sang ở mã 478 Hình như em thêm để hơi nhiều mẫu 6 kim 478 thì đem lên mẫu này Đó là mẫu của Selco Pin năng lượng mặt trời cái bản này thì nó có 3 kim thôi Và mẫu này thì dành cho anh nam tay nhỏ Đấy, nam tay nhỏ nhỏ một chút xíu Đây mọi người thấy mặt này, đẹp chưa Kính cũng chưa có vết chảy xước gì viền này, dây này cũng phay xước kết hợp sáng bóng chốt khóa nguyên zin. Đây là Seiko nha. Mô đun máy của nó sẽ là V181 máy Nhật và cây China tức là cây tức là vỏ của nó thôi sẽ được sản xuất tại nhà máy của Seiko được đặt tại bên Trung. Bạn này bán mẫu pinsola size 35.4 này, càng là 38.8 và mỏng của nó có 6.8 thôi. Cái mẫu này tầm cổ tay của các anh nam tầm 16.5 ấy là một người sẽ đeo ok. Rất là đẹp. Mẫu này là 1 ,7 triệu 7 1 triệu 700 nghìn Mặt trắng nha Dây này Đó 1 triệu 7 Và bàn này sẽ ở mã 478 Tiếp theo sang ở mã 479 479 Lại hai mẫu 6 kim nữa Nhưng mà mẫu này thì nó sẽ Theo kiểu dạng trẻ trung hơn một chút Dạ vâng Bàn này thì em có về là full hộp đây này Đây là mẫu của Angel Clover Đó Chono của Rat nha 6 kim Bàn này thì mới nguyên di luôn Cũng chưa qua sử dụng Đấy, kim dây đĩa ở phía bên trong này, một lịch này. Đó, chức của RAP Đây mọi người thấy con số nó sẽ làm hơi nổi 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 lên một chút xíu đúng không ạ? Đấy, viền này, niềng này, cái niềng này thì mình lau đi thì sạch nha. Vì là các cái niềng này em để nó hơi bụi chút đây. Đấy mọi người thấy không? Lau đi này, sáng hình như nó được làm cũng làm bằng đá ceramic ý, nên là nhìn cho nó sẽ rất là sáng, đẹp, bóng. Núm này, mặt trước mặt sau. Zapamod on stainless này. Tụi chúng nó là mấy ATM, dây silicone nhá. Phía trên này được bọc da này, chốt khóa nguyên zin này. Mọi người thì cái dây nó chất không? Đấy, dây rất là chất. Mẫu này thì có size mặt đó là size 43.8 và càng của phiên bản này sẽ là 51. Và cái này thì dành cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút. Nói chung là mẫu này thì gần như ai đều được hết luôn ý. Đây mọi người thấy không? Vì cái màu cái cái màu da của nó sẽ là màu trắng này. Đúng không? Bên trong của nó sẽ là màu xanh. Thì khi đeo lên tay mẫu này nhìn rất là đẹp, trẻ trung. Bạn này thì em đang để cho cả nhà mình ở phía bàn này đó chính là uh, Tôi mẫu này em sale luôn này 1 triệu 950, 1 triệu 9 1 triệu 9 nhá 1 triệu 900 nghìn Bạn này sẽ ở mã 479 luôn 1 triệu 9 mã 479 Tiếp theo sang ở mã 480 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay thì đây là phiên bản của Independent rất là, là trực thuộc của Citizen Mẫu này thì nó giống với cả của Bell Road Đúng không? Rất là giống với cả của Bell Road luôn Chạy 6 kim hai kim 24 giờ kim dây này cọc số này đây và là mọi người thấy nó làm phong vuông vuông này bên trong của nó sẽ màu là hình tròn này đấy dây này chốt khóa rất đẹp cái mẫu này thì kiểu mọi người để đeo để sưu tầm thôi nó rất là lạ luôn ý bàn này có size mặt đó là Size 38.7 vuông nhá đấy giống ít xì như của Belrose sáu kim cũng có kim 24 giờ Nói chung là về các cái dòng sáu kim này thì mọi người cũng quá quen thuộc rồi đúng không ạ Chủ yếu là mình thích ở các cái form kiểu dáng như thế nào thôi Đấy độ mới của nó còn cao Và các cái dòng này thì sử dụng kính của nó là kính cứng cường lực nha mọi người nha Nhưng mà như mọi người có thể thấy là mẫu này đã qua sử dụng rồi Nhưng mà kính của nó này Đấy chưa hề có một vết xước sát gì cả đúng không ạ Đấy bởi vì là các ở các bản hàng chính hãng thì cái kính của nó người ta sử dụng rất rất là tốt luôn ý Độ chống chảy chống sức của nó phải trên 80% mà nó lại chống va đập mạnh được đấy dùng rất là thích ở bàn này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này cũng là một triệu chín là và cũng là 1 triệu chín mã 480 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay nhé cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian để theo dõi video của em và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo và xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ và các anh chị hãy nhớ bấm đăng ký kênh nhé để có thể là liên tục cập nhật mã mới bên em ạ